Kính mời cộng đoàn cùng đọc kinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần Thiên Liên sáng lăng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời là đấng thương phán vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem tay mắn Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tăng và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai đường. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Chị em thân mến, chiều hôm nay chúng ta dâng thánh lễ của ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh. Chúng ta được mời gọi để lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa soi sáng cho hành trình cuộc đời của chúng ta. Đôi lúc cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ tiếng nói khác, đặc biệt là những lời nói tiêu cực, ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn bản thân mình. Và đôi lúc mình không nghe được tiếng Chúa nói với mình mất niềm tin vào Chúa. Giờ đây,
Chúng ta xin Chúa chữa lành chúng ta bằng lòng thương xót của Chúa, và chúng ta khiêm tốn xin Chúa thương tha thứ cho những yếu đuối đó của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các tăng và anh chị em khấn cầu cho tôi chư tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn sống của các tín hữu, là vinh dự của kẻ thấp hèn, là hạnh phúc của người công chính. Này chúng con đang khao khát trông chờ những hồng ân Chúa hứa. Xin nghe lời chúng con tha thiết nài van và ban cho được thỏa lòng ước nguyện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong những ngày ấy, lời Chúa được lan rộng và tiến triển. Nhưng Ba-na-ba và Sao-lô, sau khi hoàn tất sứ mạng, đã rời Giê-ru-sa-lem, đem theo Gioan cũng gọi là Mác-cô. Bấy giờ trong hội thánh Antiochia có những tiên tri và tiến sĩ, trong số đó có Ba-na-ba, Si-mon cũng gọi là Ni-rê, Lu-si-ô người thành Si-rê-nê, Manahe bạn của vua Herode lúc còn thời thơ ấu và Saulo. Đang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: hãy để riêng Saulo và Barnaba cho ta để làm công việc mà ta đã chỉ định. Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường. Được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Seleucia, rồi từ đó vượt biển sang Sipo. Khi đến Salamina, hai ông rao giảng lời Chúa trong các hội đường Do Thái. Đó là lời Chúa. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng tôi. Xin chiêu dài trên chúng tôi ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. Chư dân hãy ra cùng Ngài hơn lời Chúa. Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỷ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. Chư dân hãy ra cùng Ngài hơn lời Chúa. Hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa. Hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng tôi.
xin cho khắp cùng cõi đất kinh sơ Ngài. Chư dân hãy ca tụng Ngài, vâng lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Alleluia. Cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào ta thì không phải tin vào ta, nhưng là tin vào đấng đã sai ta. Và ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời ta mà không tuân giữ, thì không phải chính xác chính ta xét xử người ấy. Vì ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dễ ta là không chấp nhận lời ta, thì đã có người xét xử. Lời ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì ta đã không tự mình nói ra, nhưng cha là đấng sai ta, chính người đã ra lệnh cho ta phải nói gì và phải công bố gì. Và ta biết rằng lệnh của người là sự sống đời đời. Những điều ta nói thì ta nói theo như cha đã dạy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong cuộc sống chúng ta để có thể tồn tại và đi qua cuộc sống này một cách dễ dàng và sắp xếp được, đa phần chúng ta phải có một cái người ta gọi là hệ thống niềm tin. Tiếng Anh nó gọi là belief system. Hệ thống niềm tin nghĩa là gì? Cho đối với tôi xác tín cuộc đời này là gì? Và vì thế tôi dùng cái đó để chú giải, để hiểu, để đọc các cái hiện tượng đến với tôi. Mỗi người chúng ta có thể lớn lên với một cái hệ thống niềm tin khác nhau, dựa vào cách chúng ta được giáo dục trong gia đình hay là qua kinh nghiệm sống của cuộc đời. Ví dụ, có khi mình lớn lên với hệ thống niềm tin rằng cuộc đời này không có gì tốt hết, ai cũng xấu hết, coi chừng mình ra đời mình sẽ bị hại. Hay là tôi biết là có một... Tôi nhớ có thầy mới xuống Sài Gòn để được đi vào trong chủng viện để đi học, mà lần đầu tiên ra khỏi gia đình, khỏi nhà. Và mọi người đều nói là ở Sài Gòn, đất Sài Gòn là bị lừa, nguy hiểm lắm, bị cướp. Con xuống coi chừng là mất hết đồ, rồi không đi về tới nhà được. Thầy đó xuống tới bến xe, rồi bước ra khỏi cái chiếc xe đó là cứ ôm khư khư mọi thứ trên người vậy nè. Rồi ai tới gần cũng trợn mắt nhìn sợ người ta cướp của mình. À, nghĩa là chúng ta có một cái hệ thống niềm tin là xung quanh nguy hiểm. Mà chúng ta tin xung quanh nguy hiểm là gì? Là chúng ta nhìn mọi người nguy hiểm. Chúng ta cũng có một số người có hệ thống niềm tin rằng cuộc đời này mọi thứ sẽ qua đi rất là nhanh, nên nếu mình không kịp có nó, mình sẽ mất nó. Thường nó xảy ra bởi những đứa bé mà nó lớn lên thiếu thốn tình thương cha mẹ, thiếu thốn sự hiện diện của người thân của nó, mồ côi. Đứa bé nó lớn lên nó phải giành giật để sống được. Do đó khi mà nó ví dụ như trong máy ấm tôi có một bé, nó khi mình đem nó về lúc nó mấy tháng tuổi thôi, mà nó bị bỏ rơi lâu, có bốc mùi đó anh chị em. Nhưng mà khi nó đem nó về, khi mà ai cho nó cái gì đó ăn là nó chụp lại, nó giữ rất là kỹ và đòi lại, xin lại không cho. Nhưng mà ai cho nó ăn là nó theo người đó.
Chúng ta thấy là một hệ thống niềm tin là gì? Nếu tôi không có đồ ăn tôi sẽ chết. Một cách nào đó mới sinh ra đã kinh nghiệm như thế. Có khi chúng ta sống lớn lên với hệ thống niềm tin rằng mình không phải là người tốt. Nếu mà tôi làm cái này cái kia, cuộc đời tôi, nếu tôi không được điểm 10, tôi không được cái này, không làm được cái này cái kia, cha mẹ tôi sẽ buồn tôi, mọi người sẽ quay lưng lại với tôi. Nên cuối cùng mình cố gắng, mình làm mọi thứ để mọi người yêu mến mình, mà mình mệt mỏi, mình không còn là chính mình nữa để mọi người yêu mến mình. Nhưng hôm nay chúng ta nghe một điều đặc biệt, Chúa muốn chúng ta xóa cái đó. Tại vì tất cả những cái đó làm cho tâm hồn chúng ta đi trong đêm tối, vì mình bị dẫn dắt bởi một quá khứ, bởi hình ảnh, bởi lời nói không thật về chính mình và về mọi người xung quanh. Vậy thì hệ thống niềm tin mà Chúa muốn giới thiệu chúng ta là gì? Tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Hay nói một cách khác, thay vì mình bước ra đời với một cái sự sợ hãi, hay mình phải trang bị để sống còn, hay là này kia, thì mình biết được rằng Chúa từ muôn đời yêu thương mình. Mà không những như thế, một Thiên Chúa yêu thương mình đã trao ban Thiên Chúa Con cho mình. Chúa Con, Chúa Cha trao ban Chúa Con cho chúng ta. Và vì thế Chúa Giêsu mới nói ai tin Thầy là tin Đấng đã sai Thầy. Chúa sai chúng ta, sai con một Chúa đến với chúng ta. Nhưng từ đó để chúng ta hiểu điều gì? Để sống cái niềm tin mới, tin vào tình yêu Chúa, chúng ta phải từ từ chuẩn bị để nhìn nhận một điều gì. Thứ nhất, tình yêu luôn luôn nói đến việc cho đi. Không phải là sở hữu, không phải là cướp, không phải là đề phòng, không phải là nghi ngờ, sợ hãi, mà là một Đấng cho đi và mời gọi mình sẵn sàng cho đi. Thứ hai, tình yêu đó là tình yêu được trao gửi, được gửi. Chúa chúng ta không phải là một Chúa, như tôi thường nói với anh chị em đó, không phải là một Chúa ngồi xa vời trên vũ trụ xa vời nào đó để mình ráng, mình làm mọi nghi thức để đụng, để Chúa đói thương nghe mình. Chúa của chúng ta là Chúa gần gũi với mình. Nhưng vì Chúa gần gũi với mình như thế đó, đòi hỏi mình phải can đảm mở lòng ra và lắng nghe tiếng Chúa, để biết Chúa luôn đồng hành với mình. Mà để làm được điều đó, mình cũng phải thoát khỏi cái niềm tin cũ. Tại vì hệ thống niềm tin cũ của mình luôn nói với mình về những điều tiêu cực trong cuộc đời của mình. Mình nghe cái đó thường xuyên thì mình không có chỗ để nghe tiếng Chúa. Và tôi cho mời anh chị em thử làm một bài tập này. Về nhà mình học thuộc lòng Tin Mừng Thánh Marco. Đọc mỗi ngày, đọc học thuộc lòng, đọc như em bé học thuộc bài để trả bài cho cô giáo. Anh chị em thử học thuộc có 16 chương thôi. Khi mình học thuộc cái đó, tôi nói thiệt với anh chị em, khi mình học thường xuyên, lời Chúa bắt đầu quen tai với mình. Mà quen tai với mình sẽ không có giờ để nghe những lời tiêu cực khác, nhưng mình chỉ nghe toàn là tình thương của Chúa dành cho mình. Tiếc rằng chúng ta ít bao giờ để ý đến điều đó. Mình cứ nghĩ đến lời Chúa như điều gì đó mình nghe một cách phải nghe trong mỗi thánh lễ là chấm hết. Mình không đem lời Chúa trong cuộc đời của mình, mình không để lời Chúa vang lên trong cuộc đời của mình, mà tâm hồn mình lại bị vang lên bởi những lời tiêu cực khác, nhiều khi không có giá trị trong cuộc đời của mình, nhiều khi làm ảnh hưởng đến cái niềm tin thật sự trong cuộc sống của mình. Và cuối cùng, thưa anh chị em, yêu là cho đi, yêu là được sai đi, và yêu cũng có nghĩa là đón nhận. Chúa đón nhận chúng ta, Chúa Giêsu đón nhận chúng ta vào vòng tay của Chúa. Nhưng Chúa cũng mời gọi chúng ta sẵn sàng đón nhận Chúa với chúng ta, Chúa đến với chúng ta. Mà làm sao mình đón nhận được anh chị em nếu mình quen với cách sống cũ? Tôi đi đến gặp một cái bác đó. Người ta nói bác đó cần được về trong một mái ấm để ở, nơi mái ấm người già neo đơn anh chị em. Thì tôi đến tôi thăm xem, người ta chỉ giới thiệu đến cái bác đó ở một cái khu ổ chuột. Và tôi nói bác ơi,
tụi con có cái nhà để cho bác ở được khang trang hơn, sạch sẽ hơn, để bác thoải mái hơn, rồi được ăn uống không phải lo lắng nữa. Bác đi về đó không? Nói tôi về đó hả? Tôi ở đây quen rồi, tôi không về đó đâu. Mà cái nơi mình tới nó đầy cái mùi rác, mùi cống, và bác ở một cái chòi nhỏ xíu như thế, nhưng mà mình mời bác về bác không về. Nói tôi quen vậy rồi. Nghĩa là mình ở đâu mình quen, nó giống như mắt của mình ở trong bóng tối, mình ngại ra ánh sáng vì nó quá sáng. Và tôi nghĩ cái đó cũng là đúng với chúng ta, với Chúa anh chị em. Mình quen sống như vậy rồi, mà mình quen sống như vậy, những gì mình xin Chúa là xin Chúa cho mình ơn để tiếp tục sống như vậy, sống cái cách sống cũ của mình, sống con người yếu đuối của mình. Chứ mình ngại để cho Chúa lôi mình ra ánh sáng của Chúa. Vì như thế mình phải thay đổi, mình phải bước ra khỏi chính mình, mình phải đón nhận cái tin vui của Chúa, đón nhận Chúa trong cuộc đời mình, là mình phải mở lòng ra để Chúa chen vào cuộc đời của mình, làm cho mình thay đổi cái lối sống cũ. Thưa anh chị em, khi mình quen với lối sống cũ, mình khó chấp nhận điều đó. Vậy tôi dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em, chúng ta cùng suy tư, đâu là hệ thống niềm tin mà tôi sống trong cuộc đời tôi, tôi đi qua mỗi ngày. Nó có làm cho tôi gần Chúa hơn, làm cho tôi bớt thành kiến với anh chị em hơn, hay là nó làm cho tôi trở nên bảo thủ hơn, thành kiến hơn và xa Chúa hơn, khó tin vào tình yêu Chúa hơn, rồi tôi kết án tôi và tha nhân nhiều hơn. Điểm thứ hai mình cũng suy tư, làm sao để tôi có thể nghe được và tin được vào cái hệ thống niềm tin mới, là tin vào Chúa là tình yêu. Và cuối cùng, làm sao để tôi cũng can đảm như các tông đồ trong thời xưa, họ cầu nguyện ăn chay để sẵn sàng nghe tiếng Chúa mời họ bước ra khỏi cái nơi họ đang ở, đến một nơi xa vời, xa lạ để rao giảng lời Chúa. Làm được điều đó đòi hỏi chúng ta phải can đảm để Chúa bước vào cuộc đời chúng ta, soi sáng chúng ta. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần vào thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này.
Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chung tùng vinh quang Chúa rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế trong phần này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Trong thánh lễ này, chúng con cũng nài xin Chúa ban ơn bình an và ơn chữa lành cho những ai đang đau bệnh, đang tham dự thánh lễ ở đây. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đầy chiên Thiên Chúa, đầy đơn xoa tôi trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa hướng vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang hiện diện. Chẳng thể rước mình Thánh Chúa.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết hợp với Đức Kitô phục sinh, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Nhân danh Cha và Con.